Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tôi Cảnh mọi người. Thấy cái rừng Linh Sam của mình mấy ngày nay trỏ mà chưa có rảnh quay mọi người. Hôm nay trước khi đi làm mà quay cái khúc giới thiệu đầu tiên để khoe mọi người cái vườn Linh Sam của em. Cái nói chung là không cái vườn, cái bờ dừa mọi người. Bờ dừa mà trồng cách nay cũng 2-3 năm mọi người. 4 năm nhé. Nó có trắng, có tím. Nói chung này sông Hinh mọi người, sông Hinh một hoa chùm đây. Đó, hoa chùm mọi người, sông Hinh hoa chùm mọi người thấy đây. Một cành của nó thơm ngào ngạt luôn mọi người. Đó, sông Hinh một chùm. Đồ riêng nha mọi người. Đó, có số cây trắng trồng sen như này. Đó, tính cho nó lai tím trắng đây mọi người đó, số cây trắng trồng sen như này mọi người đó. Nào. Trước khi làm quay khoe mọi người để chiều nay lên cái clip mọi người, lên cái clip giao lưu một số phôi lên sao. Bông trắng này, trắng trắng. Trắng tinh khiết luôn mọi người. Đã ghê không? Tinh khiết luôn. Nói chung chơi bonsai thì có những lúc như thế này mình thấy tinh thần mình rất là thoải mái, rất là khoái mọi người. Chứ rất là vô mốt luôn mọi người. Đó, nguyên cái bờ dừa của em đây. Bờ dừa nhớ bờ dừa đâu biết tên. Đó. Bông trắng này mọi người. Có hoài chuối chuối già mọi người. Chuối già đang có cái hoài đây, có buồn này đó, hoa trắng mọi người, đó, hoa trắng này. Nói chung trắng này mấy cây này trắng riêng luôn mọi người, trắng riêng luôn. Đó. Ngày mốt sẽ gầy giống ra thêm mọi người, trắng riêng luôn. Đó. Đây là thêm ngoài chuối nè mọi người, thêm ngoài chuối nên cho hai phút đầu cho mọi người đi xem cái bờ dừa tào lao mới lao của em ơi, trồng đủ thứ cây đó mọi người, xen vô đây chuối rồi cỏ thì đã cỏ con nuôi bò này, giờ bỏ bò này còn mấy cái gốc cỏ nó lên lại mọi người. Nó dừa đây, dừa này rẻ rề phải để có uống mốt cũng chừng phá trồng mai chú thủy nữa mọi người, phá gầy lên sao mà chú thủy đó, nguyên bà khúc ở trong thì bông ít mọi người, khúc trong này chuối với mai chú thủy nhỏ nhỏ. Chỗ này đặt trưng lên sao cái bờ trên, cái phía tay phải trên thì còn nhiều, rất là nhiều hoa mà là miếng quay mọi người, trong quay khúc này mọi người xem thôi đó. Rồi thấy từ xa mọi người thấy tím rêm, tím một góc trời luôn mọi người, tím một góc trời luôn. Rồi bây giờ mời mọi người cùng xem video mới của em bữa nay là giao lưu là toàn linh sam, tại vì khúc giới thiệu đầu tiên là linh sam mà chút xíu vậy giao linh sam luôn rồi, qua giao lưu linh sam mọi người.
Rồi, sáng quay lên xa mọi người xem, bây giờ về nhà, bây giờ chiều mọi người, chiều đi làm về, nay về sớm mà, nửa buổi chiều thôi, giờ quay cái clip đặng có thể chiều tối đăng lên Zalo mọi người đây. Nay là quay là toàn vô linh sam mọi người, phôi với bán thành phẩm mọi người. Trước mặt mọi người là cây bay, đó, cây bay dáng bay mọi người. Và nếu cái này theo cái cây thế mà trong kiển cổ Việt Nam mình có thể gọi là cây tiều phu quải tử mọi người. Đây dáng tiều phu đây, quải tử tử trên lưng nó, và cái này gọi là cây bay hoặc tiều phu quải tử đều được đó. Cây này 22 hoành mọi người, 22 hoành, đế đều, đế tự nhiên đều luôn. Đó. Nên nó xói đất, em làm nó xói đất lên lồi rễ rồi, nó lồi rễ đây, để khá luôn rồi. Đó. Rồi cái này sư phụ quải tử rồi, mặt hậu thì bị không cái lũa âm thân rồi mày, nó lũa âm thân đây. Để nói là thì tôi rảnh bán rồi, cây bị lũa mà không nói, mà linh sam mà lũa là bao sống rồi. Nên mọi người cái gốc này không sao, cái chỗ này không có gì, thẹo nó không có thể lành được rồi. Chỗ này là không có lành nói thì nó hơi to, nhưng mà cái này cái lũa này thì không có gì hết. Đó, qua mặt hậu mặt tiền mọi người xem đó, mặt hậu mọi người xem đó. Cái này nói chung là nó hơi bị rêu, đóng rêu thôi chứ mọi người xịt ra là ok hết. Nó cây đang sống khỏe trong bầu đất, trong V. Cái chậu V lớn này mới lấy ra ngoài để em quay cho mọi người xem đó. Quay cái đế rõ đây. Rồi. Cây này thì 300k mọi người, 300k, 300k bao ship tới nhà luôn. Nói chung em là bao ship hết. Chung mua cây của thì tôi cảnh thì mọi người chỉ cần là chờ đợi nhận người gửi tiền cho bưu tá là chúng ta lấy cây liền, giá rất là mềm mại luôn, 300k bao ship tới nhà mọi người. Mãi vô mọi người, chung cây này là cái bông giống như hồi sáng mọi người, nhưng mà thậm chí là nó tươi hơn mọi người đó. Cây này không phải là đau điểm, hình như cây này em nhớ không làm quên, cây này cây hai màu mọi người, cây hai màu, cây trắng tím. Cái bông trắng thì nay không thấy, không thể chứng minh. À đây rồi, chứng minh mọi người xem được đây. Quên lâu quá rồi quên, đây là cây trắng tím rồi, cây này trắng tím này đó, trắng tím hoa hoa trắng qua tím rồi, còn đây cây trắng này đây, trong một cành này hoa trắng này mọi người thấy đây, đây cái chốt hoa trắng này mọi người đó, đây hơi khó đây đó, mọi người thấy hoa trắng không, đây là cái hoa trắng này mọi người, này hoa trắng này, này trên cùng một thân mọi người, là cây trắng tím đó, cây trắng tím giá thì quá mềm mại, hai màu mà cái giá dày thì mọi người không mua nó sẽ để nuôi nữa. Em mà vô chậu làm đàn tàn đạt là cái tàn mà đặt lại thì không bao giờ giá có giá này. Nói chung hôm nay là xả hàng luôn mọi người, 300k bao ship tới nhà, xả hàng luôn mọi người. Rồi mãi vô để chốt đơn cây này nha mọi người, 300k bao ship tới nhà, mà cây hai màu trắng tím. Rồi em xuống lên cây khác mọi người. Để kế đến là cái phôi khá to, 27 hoành các bạn, chỗ này 27 hoành đây, chỗ này 22 hoành, chỗ này 27 hoành, cái khá to luôn. Em nuôi sẵn một cốt rồi người, cốt này bắt đầu cho cái mầm này ra nuôi nữa rồi người. Đây cốt to đây, cốt bay to đây, có cốt này là cốt đối trọng luôn rồi, cốt đối trọng nó là cây bay, nó toàn bông cây bay này. Đây này mặt hậu rồi, này mặt hậu, nó mặt hậu cho nên nó eo như trước đó. Cái này thì đế bình thường thôi, để chôn lắp cho đế bình thường thôi, này hơi rong rêu xíu. Rồi cái này 200k mọi người, 200k bao ship luôn, em giờ bao ship hết, 200k bao ship tới nhà mọi người. Rồi cây gì rẻ chưa từng thấy rẻ lần mà mọi người không chốt, nó không biết chốt chỗ nào có này. Đây 200k bao ship tới nhà luôn. Rồi, ok luôn này, ok luôn. Rồi, ok mãi vô mọi người. Đây là cũng lên sim, lên sam hoa tím ngoài trong cái clip đầu tiên em quay mọi người, hoa tím này. Cái này là bông chùm, lên sam bông chùm, song hình bông chùm, song hình bông chùm mọi người. Rồi em xuống lên cái khác, 200k bao ship tới nhà. Rồi một cái cây dáng bay đa thân, nói chung dáng bay này tính không tính đa thân được, tính đại này, cái này là tính cái dáng bay hai thân chứ, tính như cái chốt to đó lên em nuôi trong chậu đừng hay nó tưới nó sói, mình thấy bộ rễ chưa, bộ rễ đình đám luôn rồi, bộ rễ hầm hố luôn đó, bộ rễ này bám đều luôn đó. Bộ rễ bám đều luôn rồi, bộ rễ bám đều luôn. Rồi, ok mọi người, ok cái này cũng 200k bao ship tới nhà luôn rồi, quá rẻ luôn, 200k bao ship tới nhà luôn. Mai vô mọi người.
mày vô 200k bao xíu tới nhà. Rồi 200k bao xíu tới nhà mọi người. Mày vô trên màn hình số điện thoại Zalo mọi người, cứ điện thoại kết bạn rồi em sẽ xin địa chỉ này kia. Sáng nay đang làm nhớ một kỷ niệm ngày hôm kia cũng là kể mọi người nghe, vừa quay về kể mọi người nghe mọi người đó. Hôm kia cái đơn chốt về Vĩnh Phúc, bữa đó đăng clip lên 8 giờ mấy, bữa đó không biết sao mệt mỏi ngủ sớm 8 mấy 9 giờ gì, cái anh khách đã điện mọi người, điện hai ba lần hỏi cây này chốt sao, rồi gửi cây lên chốt một cây mai chú thủy mọi người. Cây mai chú thủy với cây cây cách đây 3 tuần em quay cây 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 linh sam hoa tím mà tím xanh nữa, chốt về Vĩnh Phúc rồi gói hàng này kia, alo mấy lần dặn căng dặn kỹ lưỡng này kia, này kết bạn Zalo luôn ok này kia, nói giá cả nó là rất là ngon lành đó. Bây giờ em đóng hàng, em đóng xong em chụp hình em gửi qua anh ơi xem đúng hơn này kia, em ru điện thoại không bắt máy, em hơi bị nghi rồi mà em nghĩ chắc tại vì có một số trường hợp vậy, em điện có thể ngày hai ngày sau điện lại cái nói là đi làm bỏ trong cốp xe không để ý hoặc là đi làm gì đó thôi, mình cũng nghĩ như vậy. Ai ngờ đâu bơm hàng thêm người 5 ngày tới Vĩnh Phúc, sáng đang làm trên vườn ươm đó, anh bưu tá ngoài Vĩnh Phúc điện vô anh ơi giờ cái cây này chủ nó là không có chốt, không có đặt hàng đặt gì hết. Anh nói kỳ vậy ta, anh đưa số điện thoại lại thì y chang số điện thoại em đã gọi nhưng làm không được, rồi em gọi lại tò te tí te đó. Bây giờ bật Zalo lên quỷ kết bạn mọi người, thấy người lạ luôn, còn cái tên mà thấy người lạ luôn, điện thoại không bắt máy luôn, rồi em biết rồi hiểu luôn. Cũng hơi buồn buồn mà nghĩ cũng tức cười thôi, kể bơm hàng thì mình kêu anh em gỡ giùm. Mấy điện thoại một anh bạn cũng mua cây 2 năm nay ngoài Thanh Hóa, Vĩnh Phúc chuyển hoàng Thanh Hóa, giảm giảm ship, giảm bao ship mà giảm tiền xuống mọi người, coi như phá quề luôn á, lấy vốn lại nhờ anh gỡ cái trái bơm giùm. Anh vui vẻ gỡ, anh thôi mới gỡ cho anh em Tiền Giang 2 cây hôm qua mà cây nhỏ nhỏ nó thôi, cảm ơn anh rất nhiều luôn đó. Rồi chiều em nhắn tin lại trong cái kết bạn Zalo, em nói anh ơi nếu là người lớn đừng nên làm vậy, mình cũng nhẹ nhàng thôi chả gì, coi như nó tính theo mà gọi là giảm xuống cái này kể chuyện tiếp mày, tính theo mà đạo Phật nó thì chắc hồi kiếp trước em buôn bán cây với ảnh, em bơm ảnh cho đó nhờ ảnh bơm lại em thôi, quê cũng chả có gì buồn. Ngồi kể mấy anh bạn kia nghe nói sao mày đưa xin lỗi tao, tao điện tao chửi cho chập thôi, mất công sân si gì mất công đó. Này cây kế tiếp giúp tôi kế tiếp mày, nhờ anh bạn kia lấy qua nay chuyển vu rồi, không biết chuyển tới chưa, chắc chưa tới, chứ anh chụp Facebook anh gửi rồi, tại vì kết bạn qua Facebook mọi người, nói chung anh gửi dùm là ok. Cách này 2 tuần cũng bị cây bên Bến Tre đó mọi người, cho địa chỉ rồi điện thoại không bắt máy không nói gì hết, rồi miệng mượn em bà con đi lấy dùm luôn, mày lấy đi mốt anh em tính sao đó. Rồi kệ hãm này bị hai quả bơm. Rồi tiếp tục cây linh sam sông Hinh, cây này đế ok rồi mình đây, cái này đang định cho nó khô đặng vô chậu cho nó ra hoa, thành nó không, nó không tưới thì nó thấy khô nè, nhưng mà anh già thấy mọi người giao lưu em giao lưu luôn. Cái này tể tướng logo mọi người, cái này chỗ này là dưới đây 30 hoành mọi người, trên đây 27 hoành này đó, cây rất là to đó, có cốt sẵn, nói chung em làm theo kiểu thiên nhiên thôi đó, có cốt ra đang xé cái này kiểu thiên nhiên đó. Nhìn về mọi người nếu có giao lưu muốn làm lại làm sao làm, cây này khá to thì nó giá nó cũng hơi nhỉnh nhỉnh xíu mọi người. 400k bao xíu tới nhà. Vậy thì nói chung giờ giá nhẹ nhàng, mọi người dễ chơi cỡ này mà mọi người không mua nó không biết mua đâu có. Cây nuôi già khằng, cây cây là già luôn, cây em không bao sung chứ bao già. Tại em vô phân hữu cơ rồi nói chung là không có thuốc men gì nhiều, cây nó chuyển dẫn chuyển đi về không có sợ nó chết nguội mọi người. Rồi 400k bao xíu tới nhà mọi người. Anh Kiên Hải Phòng mà có chỗ nào trống chút mấy cây này về cho anh Kiên ơi. Này cây rất là rẻ luôn. 400k bao xíu tới nhà mọi người. Em sẽ để giá trên màn hình mọi người xem. Tính nói giao lưu linh sam không mà tự nhiên nhớ tới cây hồng ngọc mai này, mà hổm chụp hình đẹp ghê mà đồng quên giao lưu mọi người. Nay nay cái bông đầu tiên có hoa mà. Chút xíu em sẽ sau cái clip này, cái này em sẽ cái hình em còn gài vô cái video cho mọi người thấy cái bông của cái cành này nè, em chụp làm hình đại diện Facebook em hôm nay luôn đó. Mọi người có kết bạn Facebook thì cũng được, em là cái nick Nguyễn Đăng Quang mà hai cái hình đại diện là toàn linh sam không mọi người đó. Nguyễn Đăng Quang hình đại diện linh sam không, còn đúng ngoài Zalo em thì cũng Nguyễn Đăng Quang luôn, giờ cũng linh sam đây, cái bông hồng ngọc mai còn rồi, bông hồng mai còn, cái này nó ra trái không, ra trái đây. Rồi cái cây này là cây gỡ cần cua ra mới để xào thịt bò ăn đó. Cây hồng ngọc mai, cây này cỡ con tay trỏ mọi người, cỡ tay trỏ thôi. Cây này cây thác đổ phá cách đó, 2 thân đó. Để là nôm nôm lên vui vẻ chơi mọi người đó. Cái này một xe mini các bạn, xe mini. Rồi, cái này thì nếu mọi người nhã hứng chơi thì 120k bao ship tới nhà.
120k bao xíu tới nhà mọi người. Đó, cây này cây mini trên bàn tay người, nó để trên tay này, cầm trên tay này, cây mini. Đó. Rất là dễ thương luôn, hổm cái bông rất là đẹp mà hổm. Hổm nó đang tươi mà quên quay mà đây là còn đoạn còn cái hoa thứ nhì đâu mọi người thấy đây. Cận cảnh đẹp, con này ra trái mà, này ra trái. Này. Đó ra trái mà thì ra trái này đó. Này. 120k bao xíu tới nhà mọi người. Mọi người cứ kết bạn Zalo em này em sẽ chuyển cây. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Hay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Tito Cây Cảnh trước giờ. Ủng hộ thêm thì xin mọi người đăng ký nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Facebook của em là cũng Nguyễn Đăng Quang luôn người. Facebook Zalo là Nguyễn Đăng Quang hết. Mọi người kết bạn thì để giao lưu chia sẻ cái kinh nghiệm đam mê về bonsai. Đó. Rồi, kính chào hẹn gặp lại video sau ạ.